tiên tri tiết lộ, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 6 âm lịch 2023, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà lầu, tậu xe sang, người người thán phục. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, hàng trăm triệu người thì có hàng trăm triệu số mệnh khác nhau, không ai giống ai, không ai có thể xin hay nhường cho ai. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại bần hàn, xui xẻo vào thời điểm khác. Vậy mới nói, yếu tố may mắn là vô cùng quan trọng, không ai có thể biết trước được vận may sẽ mỉm cười với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, may mắn vốn dĩ được cấu thành từ những cơ hội, quan trọng là chúng ta cần phải biết và nắm bắt những cơ hội vàng đó để tận dụng và phát huy nó một cách triệt để nhất. Trong tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng đây sẽ là thời điểm bứt phá của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, giúp bản mệnh tuổi này làm ăn thắng lớn, vạn sự hanh thông, giàu có hơn người, tiền bạc nhét, chật kết. Để biết được số mệnh của mình ra sao, cần phải làm gì để không bỏ lỡ vận may hiếm có này, thì xin mời quý anh chị tuổi Đinh Tỵ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ. Những người sinh năm 1977 mang mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát. Sa trung thổ là một dạng thổ lẫn pha tạp, nên tính cách của họ thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình. Vì thực tế các thôi đất mềm, họ mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường. Có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm, thông thái, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất. Trong công việc và hành động cũng vậy, giống như hình ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây, gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm, sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán chường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của thổ khí, đó là tính điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Đất trong cát có đặc trưng là có đất và có cát, nên họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tục thế, vì thế nên họ cô độc ít bạn bè. Những người được coi là bạn thường ít, chơi rất thân, có nhiều ân tình nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Trong số họ hàng nhà thổ có hầu hết do nhân tạo, 6 nạp âm thì 4 dạng do nhân tạo, chỉ có sa trung thổ đại dịch thổ là vật chất tự nhiên. Sa trung thổ vốn là dạng vật chất tự nhiên nên bản thân họ yêu tự do, không thích khuôn khổ, ước thúc, tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân, họ cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển, quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên, tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt, điều này hơn hẳn 4 nạp âm cùng họ mà hình thành do nhân tạo kia. Cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, Đinh Tỵ khá kiêu ngạo, hiếu thắng. Đinh Tỵ là những con người hoạt bát, năng nổ về thể chất lẫn tinh thần. Đinh Tỵ luôn toát lên vẻ ngoài năng động, nhiệt huyết so với những người khác, họ lanh lợi, thông minh và ưa sự sáng tạo, thích trải nghiệm và khám phá những khung trời mới, thách thức mới. Người tuổi Đinh Tỵ 1977 là những người có tài giao tiếp tốt, họ luôn luôn sôi nổi, đôi khi hơi ồn ào. Họ thích nêu lên quan điểm của bản thân và rất giỏi trong việc thuyết phục người khác thuận theo ý muốn của mình. Họ là người có tính kiên trì và không thích sự khiêm nhường. Những người Đinh Tỵ sinh năm 1977 nổi bật với sự nhiệt tình và vẻ ngoài gợi cảm. Tuy nhiên, họ thường hay có tính đa nghi và thường hay ghen tuông, họ yêu nồng nhiệt và không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là hay áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương, vì thế, nếu muốn kết duyên, thì bạn phải thật sự kiên nhẫn và vô cùng vị tha. Dù là dạng vật chất tự nhiên, khuynh hướng phát triển tự do, không ước thúc, khuôn khổ, nhưng đặc trưng của hành thổ đó là tính nguyên tắc, bền vững. Họ có những nguyên tắc vàng, bất khả xâm phạm, tinh thần sáng tạo cùng với ý chí tiến thủ, ở trên một nền tảng khá kiên cố, bền vững và khó thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào bạn làm được điều đó, chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Sa trung thổ,
bề ngoài cứng rắn, kiên quyết nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần can đảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Đinh Tị thường có một cuộc đời đầy thử thách, sóng gió, chỉ khi bước sang thời trung vận thì cuộc đời mới được ổn định, đầy đủ. Sự nghiệp phải có sự giúp đỡ của gia đình, thân tộc mới phát triển được. Đường công danh không lừng lẫy mà chỉ ở mức độ trung bình, ổn định. Sự nghiệp của những người tuổi này có thể hoàn thành sớm và nhanh chóng. Tuy nhiên, họ không có số sống giàu sang, bạn được hoàn thành nhanh chóng. Tuy không có được số giàu sang, phú quý, nhưng bù lại, cuộc đời họ được hưởng sự an nhàn, cho dù đường tài lộc chỉ ở mức trung bình. Những người tuổi Đinh Tị mệnh thổ, đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tị còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ, hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp mà đường tình duyên của tuổi Đinh Tị mệnh thổ cũng gặp khá nhiều may mắn. Nữ giới sau khi kết hôn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Còn nam giới sẽ lấy được người vợ đảm đang, đôn hậu. Người tuổi Đinh Tị mệnh thổ là những người bạn chân thành và trung thành hết mức. Họ là người khiến cho tình bạn luôn sống mãi. Bạn bè thích ở bên cạnh Đinh Tị vì cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu, luôn cảm thấy trẻ trung như những buổi đầu quen biết, dù tình bạn đã kéo dài bao lâu đi chăng nữa. Song họ cũng đòi hỏi sự trung thành từ bạn bè mình. Nếu phát hiện thấy mình bị phản bội, họ sẽ bị tổn thương sâu sắc, không bao giờ quên, cũng không bao giờ tha thứ cho người đó. Nhược điểm lớn nhất của Đinh Tị chính là nhạy cảm quá mức. Họ dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương, chỉ cần người khác chê bai hay phê bình chút thôi, cũng có thể khiến cho họ muộn phiền, còn người buông những lời đó với họ sẽ bị liệt ngay vào danh sách đen. Họ có thói xấu nữa là hay đố kỵ, có thói quen kiểm soát những người ở bên cạnh mình, đặc biệt họ thể hiện ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt với người mình yêu. Tuy nhiên, họ biết cách làm cho mọi chuyện khéo léo hơn, chứ không quá chuyên chế độc đoán. Vận mệnh người tuổi Đinh Tị mệnh thổ khá tốt, họ có đầu óc tư duy tốt, phản ứng nhanh nhạy, thích thể hiện, có điều cần chú ý. Đừng quá mạo hiểm, mà hãy tìm cho mình con đường đúng đắn và cách thức an toàn thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Đinh Tị là người có lòng thương người, hay quan tâm chăm sóc người khác, cũng có thói quen lắng nghe và chia sẻ những tâm tình của bạn bè. Song trong chuyện tình cảm, họ lại hay suy nghĩ quá mức, thể hiện tình yêu quá nhiều, dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nữ tuổi Đinh Tị là mẫu phụ nữ đam mê sự nghiệp, song họ không hề tỏ vẻ tự cao, tự đại mà vẫn rất thân thiện, hòa đồng nên được mọi người vô cùng yêu quý. Họ là viên ngọc quý trong tay chồng, được yêu thương, nâng niu rất nhiều. Người tuổi Đinh Tị mệnh thổ ghét nhất là bị ràng buộc, bị người khác khống chế, kiểm soát bất cứ lúc nào. Tuy cơ hội kiếm tiền rất nhiều nhưng cũng không hề dễ dàng nắm bắt. Nếu biết cách chớp lấy thời cơ và cố gắng hết sức mình thì sẽ giành được thành công rất lớn. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Xem tử vi tháng 6 tuổi Đinh Tị âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý đến chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá dự báo, sự mâu thuẫn trong tính cách từ chỗ làm cho tới về nhà khiến tuổi Đinh Tị không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết là nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày. Sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân, thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Đinh Tị ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng may mắn có thấy âm cát tinh hỗ trợ nên bạn vẫn được bạn đời ủng hộ, nâng đỡ. Vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng, bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê. Tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất, bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng nhiều hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện công danh của tuổi Đinh Tị lúc này có nhiều thăng trầm khó lường. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo,
có những rắc rối khó lường khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm. Ngay lúc này, không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Thời gian trong tháng này, người đang tìm việc thì quá lo lắng, bận rộn với nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, nhưng kết quả không như ý. Bạn cần điều chỉnh hướng đi mới, cải thiện kỹ năng còn thiếu để chinh phục giấc mơ của mình. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 6 tuổi Đinh Tỵ âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy, lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này, đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc, phòng tránh trộm cắp. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên, tháng này ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Tỵ không được thuận lợi. Người độc thân không nên vội vàng, hãy bình tĩnh chờ đợi một thời gian nữa xem sao, biết đâu trong những lúc không ngờ nhất thì tình yêu lại đến với bạn một cách bất ngờ. Muộn một chút, nhưng đúng người là được, người có đôi lúc có xu hướng lơ là không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Đinh Tỵ giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 6 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 6 âm lịch này của tuổi Đinh Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Bản mệnh nên lưu tâm hơn tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường, có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và sau đây là vận trình từng tuần và cẩm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, đúng tháng 6 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ vô cùng may mắn khi nhận được tín hiệu may mắn từ dịch mã cát tinh. Phương diện tài lộc và công việc đang dần có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt, tuần này có lợi cho những bạn xuất ngoại, làm việc cần di chuyển nhiều, tính tình năng nổ, thích đi đây đi đó. Cát tinh này chỉ phù trợ cho những người chịu thương chịu khó, miệng nói tay làm, công sức mà bạn bỏ ra sẽ sớm được đền đáp, có nhiều người còn nhận được tin vui bất ngờ trong công việc. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Đinh Tỵ vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nên càng về cuối tuần, con giáp này càng có thu nhập cao. Tỵ ăn chơi cũng giỏi nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai, chính vì quá được lòng thiên hạ nên dù có kiếm được nhiều cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cuối tuần có tam hợp cục chiếu cố nên Đinh Tỵ sẽ nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, được nhiều người nhắc đến. Hãy tự tin và trau chuốt cho bản thân, cứ mạnh dạn trở thành người mà mình muốn trở thành, thay vì sống theo mong ước của một ai đó. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Thân, Mùi, tiểu nhân, Tuất, Hợi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. Con số phát tài, 89, 65, 12. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Thiên diêu chiếu mệnh cho thấy, Đinh Tỵ có một tuần đầy thú vị, xen lẫn hung cát, nhưng đây cũng là khoảng thời gian khiến bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi.
Tuy nhiên có điểm về sự thay đổi dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác thành công sẽ không tới, tị đa tài đa nghệ và không ngại khó khăn, quan hệ ngoại giao cực khéo và vui tính, nên làm ăn rất dễ dàng, ký hợp đồng cực nhanh. Bạn trẻ tuổi này sẽ được nâng đỡ và có quý nhân dẫn lối. Nếu biết lựa lời để giao tiếp trong cơ quan, được giao thêm nhiệm vụ, hãy mạnh dạn đón lấy đừng ngại. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên kiếm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Tiền tài ở mức ổn định. Nhiều nữ tuổi Đinh Tị tốn tiền làm đẹp vì muốn thay đổi bản thân sau một vài biến cố. Tới cuối tuần sẽ có công việc làm thêm, giúp gia tăng nguồn thu nhập, nhưng cũng đừng tham việc quá, làm gì cũng nên để ra thời gian để đầu tư cho sức khỏe. Thái Dương hỗ trợ cho nam tuổi Đinh Tị trong đường tình duyên tuần này khá nhiều, khả năng cao các bạn sẽ có bạn mới hoặc có người yêu mới. Nữ tuổi này tính ương bướng ngang ngạnh nên hay bị ghét, nhưng nếu cần cải thiện đường tình duyên thì phải chăm giao lưu và hành thiện. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Ngọ, Hợi, tiểu nhân Mão, Tuất. Màu sắc may mắn tím, hồng. Con số phát tài 78-43-09. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Thái tuế hung tinh khiến tuổi Đinh Tị gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống tuần mới, con giáp này phải cẩn thận hết sức với công việc. Tuổi Đinh Tị vốn thẳng tính, có gì nói nấy, không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống con mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến không ít người khó chịu và chính bạn cũng gặp phải không ít rắc rối. Tốt hơn hết, thay đổi một chút, tránh chuyện thị phi, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn, tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Bạn dần có cái nhìn bi quan trước mọi việc, do công việc gần đây không được thuận lợi hay vấp phải rắc rối. Đoạn đường này, bạn có thể khóc, nhưng tuyệt đối không được buông xuôi vì gặp khó khăn, nghĩa là bạn đang đi lên dốc chứ không phải đi lùi. Ai phải xuất hành đi xa nên cẩn thận giấy tờ, xe cộ, không được hấp tấp. Tài vận không quá dồi dào, công việc không hoàn thành hanh thông nên tiền cũng khá ít. May mắn là con giáp này còn có thêm thu nhập phụ bên ngoài nên cũng xoay sở được trong lúc bí tiền. Người thân cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong chuyện vốn liếng làm ăn. Đầu tuần, nhờ tam hội giúp đỡ nên Đinh Tị tránh được xui xẻo trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng có thời gian hâm nóng tình cảm, sống thì phải bản lĩnh, buồn được thì vui được, vấp ngã được thì phải đứng dậy được, có như thế thì người khác mới không dám ăn hiếp bạn. Sức khỏe của tuổi Đinh Tị giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da rẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân Mùi, Thân, tiểu nhân Tuất, Tị. Màu sắc may mắn đỏ, trắng. Con số phát tài 78-65-22. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng thiên vu cát tinh nâng đỡ giúp Đinh Tị có động lực và bước nhanh hơn đến con đường hạnh phúc, nhưng cũng nên cẩn thận với tác động mà tiểu hao mang lại. Đinh Tị là người thông minh, còn trẻ thì khá hiếu học và khiêm tốn, vận may đến cũng là nhờ phước phần của bạn. Đây là khoảng thời gian thích hợp để con giáp này phát huy năng lực, bản lĩnh của mình trong công việc. Ở tuổi nào đi nữa, bạn vẫn là con người có trách nhiệm và uy tín trong công việc, hay được cấp trên tin tưởng. Tài lộc trong tuần khá vượng. Ngoài thu nhập chính, bạn cũng có thêm khoản thu nhập vụ kha khá, tuy nhiên, nó cũng chưa thấm vào đâu so với nhu cầu chi tiêu của bạn. Tuổi Đinh Tị lại tốt bụng, biết vun vén cho gia đình, nên khi có tiền rảnh rỗi là nghĩ ngay tới việc giúp đỡ mọi người, đa phần không tích lũy cho riêng mình được là bao. Đinh Tị nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự hao hụt tiền bạc, bạn nên chấp nhận sự xui xẻo này đến với mình, vì không còn cách khác để ngăn chặn nó, của đi thay người, nên đừng tiếc nuối quá. Thời gian tới sẽ có cơ hội mới cho bản mệnh làm lại, không được nản chí, vận trình tình cảm không quá tốt đẹp, do người tuổi này có nội tâm sâu sắc, người có nhiều duyên nợ, là mối tơ lòng và thường hay khổ, may mắn là nhờ tài ăn nói, nên Tị cũng tránh được nhiều rắc rối, gia đình và bạn bè được nhờ, hay được người khác giúp đỡ lúc nguy nan. Cẩm nang vượng vận,
quý nhân, mão, sửu, tiểu nhân, tuất, thìn. Màu sắc may mắn, cam, đen. Con số phát tài, 89, 65, 32. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, quây quần bên người thân, họ hàng, cùng nhau dùng bữa, chắc hẳn ai cũng sẽ rất vui. Nhưng nếu ở chung một nhà trong thời gian quá lâu, thì không đơn giản chỉ là kê thêm một chiếc giường. Người thân từ xa đến, tốt nhất không nên sắp xếp ở lại nhà mình quá lâu. Sở dĩ là có bốn nguyên nhân chính, ở lâu ngày sẽ thường xảy ra mâu thuẫn. Một ngày nọ, anh họ của Tiểu Trì đến nhà chơi và có ý định ở lại mấy tháng. Mẹ của Tiểu Trí đã chào đón anh họ bằng một bữa tối rất nồng hậu và sắp xếp cho anh sống ở trên lầu. Nhưng sau đó mới biết anh, họ ở bên ngoài thiếu nợ người ta rất nhiều tiền nên đang tìm chỗ để trốn nợ. Mẹ Tiểu Trí biết chuyện, liền thiện ý, khuyên can, cố gắng kiếm tiền mới là biện pháp tốt nhất, chứ chạy trốn thế này cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Anh họ nghe xong tức giận nói, mới ăn nhờ có mấy bữa, đâu cần phải đổi nhanh như thế, chỉ cần nói chuyện qua lại vài câu, giữa những người thân thiết liền xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là khi họ hàng quá thân thiết, những khuyết điểm và hoàn cảnh gia đình của họ sẽ không thể che giấu, từ đó biến thành đề tài, câu chuyện, thường xuyên lời to tiếng lại, mối quan hệ sẽ trở nên căng thẳng. Cũng có một số người thân thiết vì quá quen thân, liền đổi khách thành chủ, hoàn toàn không còn coi bản thân mình là người ngoài, gây ra những tranh chấp không cần thiết. Thói quen sinh hoạt bất đồng. Một cư dân mạng từng kể lại rằng, anh ta có một người anh họ đã đến Tân Cương kiếm sống từ nhiều năm trước, từ đó về sau, hiếm khi trở về quê nhà ở Hồ Nam. Năm ngoái, anh họ đưa con về quê, ở nhờ nhà họ hàng, mặc dù bà con đã lấy ra những bộ chăn ga gối đệm đẹp nhất để tiếp đãi, nhưng cả đêm anh họ không ngủ, vì là tiếng ngáy của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Buổi sáng, anh họ dậy sớm phát hiện chủ nhà vẫn chưa thức dậy, để không để thời gian trôi qua vô ích, anh họ lặng lẽ ra ngoài đi dạo, nhưng kết quả lại đánh thức chủ nhà. Nói chung, người dân ở các vùng khác nhau có thói quen ăn uống khác nhau. Ví dụ, người Sơn Tây thích ăn chua, người Hồ Nam thích ăn ớt, người Đông Bắc thích ăn hành và người Thượng Hải thích ăn đồ ngọt. Nếu mọi người sống chung dưới một mái nhà, nhưng mối quan hệ của họ lại không thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mà ngược lại, bởi vì thói quen khác nhau mà ảnh hưởng lẫn nhau, làm phiền nhau, thậm chí là bài xích lẫn nhau, thì tốt nhất không nên ở gần nhau trong thời gian quá lâu. Ở lâu ngày, sẽ không còn khả năng đáp ứng. Thông thường, khi có người thân ở trong nhà, thì sẽ dọn thêm một hoặc hai món ăn phù hợp với khẩu vị và thói quen của họ. Ngày một, ngày hai thì có thể chấp nhận được, nhưng nếu trong một tháng, hai tháng, thì đoán chừng là không ai muốn điều đó. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như thời gian trong ngày của gia đình bạn. Mỗi ngày bạn đều phải cân nhắc tới sở thích của người thân. Trước khi quyết định ăn gì, xem gì, uống gì và nói chuyện gì, như vậy không khí trong gia đình sẽ trở nên rất thận trọng. Nếu trong gia đình có trẻ nhỏ, có thể chúng sẽ lao vào tranh giành xem TV với người thân. Mối quan hệ họ hàng thân thích, dù tốt đến đâu, cũng không thể tốt bằng cha mẹ và con cái. Chỉ có cha mẹ mới có thể nuôi dưỡng con cái suốt cuộc đời, còn đối với thân thích, bề ngoài thì tỏ ra lịch sự. Nhưng thực chất lại đôi khi cảm thấy không thoải mái, bằng mặt mà không bằng lòng, so sánh lẫn nhau, đắc tội với người. Trong giao tiếp, cần chú trọng giao tiếp lịch sự, nhưng điều đáng nói là bạn tốt với người họ hàng này bao nhiêu, thì cũng phải làm như vậy với người họ hàng khác, nếu không thì giữa hai người sẽ nảy sinh tâm so bì lẫn nhau. Ví dụ, nếu con gái của gia đình anh họ kết hôn, bạn mừng 500.000 đồng, còn con trai của gia đình em họ kết hôn, bạn mừng 200.000 đồng, khi em họ biết được sự việc, nhất định sẽ nghĩ rằng bạn đang coi thường họ. Tương tự như vậy, nếu bạn tiếp đãi nồng hậu, một người thân đến sống ở nhà mình, thì những người thân khác sẽ nhìn chằm chằm vào bạn để xem bạn đối xử với họ như thế nào trong tương lai. Tất cả các loại so đo sẽ dần dần xuất hiện. Trong các mối quan hệ giữa người với người, sự mất cân bằng về cảm xúc, sự ghen tị, nghi ngờ và những cảm xúc khác là điều khó tránh khỏi, ngay cả đối với những người thân như anh chị em, chưa nói đến giữa họ hàng với nhau. Vậy khi người thân từ xa đến, chúng ta nên sắp xếp cuộc sống như thế nào? Tốt nhất bạn nên thu xếp cho người thân ở nhà nghỉ hoặc khách sạn gần đó. Hơn nữa, cần giao tiếp kịp thời, giải thích việc quyết toán chi phí, sắp xếp đồ ăn, thức uống. Đối với những người thân gặp khó khăn, chúng ta có thể giúp họ tìm việc làm, giúp họ tự lập thay vì phụ thuộc lâu dài vào bạn. Có như vậy, mối quan hệ mới có thể bền lâu. Vâng, quý vị thân mến! Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977.
Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.